Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của fan và gia đình góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hồi nãy tôi có nhận được một messenger của một người nói rằng là có ai gì đó để tấn công anh Lê Bảo và anh Dương Béo. Thì tôi nghĩ rằng là tấn công anh Lê Bảo và Dương Béo thì tôi hỏi có chuyện gì không? Nói rằng là chứ là nói rằng là vì ông Lê Bảo và anh Dương Béo bảo vệ anh Hùng nên họ mới tấn công. thì tôi nói là chuyện bình thường, họ thích tấn công ai thì tấn công. nhưng mà có người đó họ hỏi tôi có mấy điểm thôi, nói rằng là chính là vì xin anh Hùng cho rõ, biết rõ cái chuyện đó để có gì anh Lê Bảo và anh dương béo trả lời. thì tôi hỏi điểm gì muốn hỏi tôi trả lời cho. họ hỏi rằng là anh Hùng có bao giờ gây quỹ trước đây chưa? tôi chưa bao giờ gây quỹ hết. tôi trả lời dứt khoát là như vậy ở trên San Jose đó là tôi còn mang cái căn nhà của tôi tôi nói là tôi mang 100 000 đồng của tôi ra tôi làm bảo chứng cho người đó cho nên nói nếu nói rằng tôi gây quỹ thì không tôi chưa bao giờ gây quỹ gì hết còn ở ngay tại cộng đồng Houston tôi bỏ tài sản của tôi ra ở cái 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 nông trại của tôi ra để tôi bảo chứng cho cái cái trụ sở tôi mua cái trụ sở nên cứ ai đó mà cứ bịa ra thì họ chịu thôi ở đây có một ông khi đó còn đang sống là ông Nguyễn Văn Diễn thì ông cứ nói là nghe phong phanh rồi thì tôi đã đưa ra tòa và tòa sơ thẩm đã xử phạt ông cái tội là vu khống tôi nhưng khi ấy ông chết đó, thì luật sư ông có kháng án lên thì vì ông đã chết rồi tôi không có không có trả lời ở trên tòa kháng án thì uh, <laughs> tòa kháng án nói rằng là chứ phán quyết rằng là chứ ông có thể ông ông nói đó nhưng mà ông chỉ vì ông đặt cái câu chấm hỏi nên tòa nói là ông nghiêng, ông chỉ hỏi thôi nên là không có phạt ông. Chứ còn mà bảo rằng là không có vu khống tôi là không có đúng nha. Nên đó là kẻ nào mà nói là ông Hoàng Duy Hùng đi cây quỷ đi gì đó, thì đó. Nhưng mà đó là cái câu hỏi thứ nhất tôi trả lời như vậy rồi. Cái câu hỏi thứ hai thì họ nói là chứ vậy thì tại sao anh Hùng không đi kiện những người đó? Ở bên Mỹ này đó, đó là luật mà có sơ hở của nước Mỹ mà Tổng thống Trump cũng muốn uh, cải tổ rất là nhiều lần là về vấn đề mà danh dự đó thì không có phạt hình sự mà chỉ phạt dân sự thôi. Phạt dân sự thì chỉ phạt tiền. Phạt tiền thì nếu mà nó như ở tại Texas của tôi đó cái lương của họ mà lương căn bản đó, mình không được tịch thu nè. Nhà của họ có một cái căn nhà mình không đụng tới nè xe của họ có một chiếc xe mà không được đụng nè nếu họ ở ngay Texas mà có một chiếc tàu mà nó không được đụng tới nè thì kiện những người đó là trên răng dưới dế kiện làm cái gì hả kiện những người đó trên răng dưới dế để làm cái gì những cái kẻ đó họ đâu có danh dự họ chỉ thích đi bịa chuyện họ đi nói họ nói tùm lum tùm la đó là đó là cái kẻ hở của luật pháp nước Mỹ là những cái tên chí phèo ăn vạ đâu ai những người mà có uy tín để mà đi mà ngó xuống cái loại đó nên không không có kiện không kiện không phải là coi là sợ mà khinh thường dùng danh từ rất rõ ràng là khinh thường <laughs> họ không có cái gì để mà kiện hết thưa quý vị ở đây Texas này có một cái ông bị ông Lê Văn Sanh ông kiện cái là có gì đâu trên răng dưới đế chế ông nói đó tao không có gì hết làm gì bằng thừa câu hỏi thứ ba người ta hỏi tôi là cho anh Hùng ơi, bằng hành nghề luật sư nào anh Hùng chuyên về cái gì? Tôi chuyên về nó gọi là hình sự và gia đình. Tôi đã từng là thành viên của Texas Criminal Defense Lawyers. Texas Criminal Defense Lawyer. Tức là để trở thành một thành viên của cái Texas Criminal Defense Lawyer thì trải qua ít nhất là mười mấy ca cải tại tòa cải tại tòa hình sự từ ít nhất mười mấy hai chục ca đó là phải cải rồi phải cải thắng đó kìa thì uh, tôi là thành viên của Texas Criminal Defense Attorney um, nhưng mà đó có hai cái luật nó có liên đối với nhau đó là luật về gia đình Tại vì gia đình á thì uh, nhiều khi có domestic violence, này nọ trên nó cũng thuộc khi mà domestic violence nó nhảy qua trở thành hình sự. Nên tôi cũng hành nghề về vấn đề gia đình. Criminalist về vấn đề hình sự tôi có vị, criminal defense attorney như tôi đó thì uh, phải thắng một số kiện, vụ kiện mới được xin vô cái Texas criminal defense attorney Tôi thắng không phải là của người Việt Nam Người Việt Nam thì một số thôi Tôi hành nghề thì tôi, tôi thắng các cái kiện của người Mỹ Mỹ trắng, Mỹ đen cũng có Tại tòa thì cãi nhau nó khác nhau liền Còn về vấn đề mà dân sự đó thì Tại vì theo luật của tụi tôi thì không có nên nói về những thân chủ của mình Hiểu không? Nhưng mà tôi cũng đã đưa đại diện cho những cái thân chủ Mà nếu mà nói là người dân bình thường không mấy ai biết đó, thì nhiều lắm. Nói không kể Houston này thì đầy ai biết tôi? Khỏi nói, khỏi nói luôn. Thí dụ như trần chị trần trần thị ảnh này tôi lo tôi biết bao nhiêu case, biết bao nhiêu người đây nhưng mà có những người họ cho phép tôi nói được tên thì tôi sẽ nói tên. Thí dụ, cô lương y thì lê thì thu cúc đó, tôi đại diện cho biết bao nhiêu vụ giải quyết bao nhiêu chuyện nó xong hết. Rồi thí dụ cái này thì đã được đăng báo rồi. Đó là nhà văn Tà Cúc á. Nhà văn Tà Cúc với nhà văn Viên Linh á. Tôi đại diện đó. Tôi đại diện cãi tại tòa đó. Và thắng kiện đó. Cho nên là có những người tôi không cần nói nha. Có những người thân chủ của tôi luật pháp cho phép tôi nói. Nói tên là những người đó Vì chính những người đó đã công bố Thì tôi công bố thôi Như nhà văn Tạ Cúc Như nhà văn Viên Linh đó, Thí dụ vậy Hoặc là cái người mà hay công bố Tên tuổi của tôi mà ca ngợi đó là Lương Y Lê Thị Thu Cúc ừ. Còn những thân chủ của tôi Mà đồng ý tôi nói như chị Trần Thị Ảnh Vân vân Còn những thân chủ mà tôi chưa hỏi tên Thì tôi chưa hỏi thì chưa, chưa công bố nên có những kẻ là ghen ăn tức ở rồi bị chuyện vu khống rồi cái muốn phúng ra cái này cái nọ thì những người cái người vừa rồi mới hỏi tôi trên messenger đó là không phải nói cho cho ông hùng tôi nói là để cho anh dương béo và anh lê bảo lấy cái clip này mà trả lời cho họ chứ không phải tôi trả lời cho họ tôi là tôi nói cái này để cho anh dương béo và anh lê bảo trả lời thứ nhất Tôi thách thức người đó đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào mà tôi đi quyên tiền trong quá khứ. Ở San Jose tôi còn phải đứng ra bảo chứng 100.000 chứ không phải là tôi đi quyên tiền. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ở Houston đó. tôi lấy cái tài sản của tôi ra cái nông trại của tôi ra để mua cái trụ sở cộng đồng này bây giờ. Đừng có nói phép cái chuyện đó. Rồi Điểm thứ hai là tôi hành nghề gì? Lịch sư tôi hành nghề bằng cái cái gì? Trước khi tôi làm nghị viên, tôi là luật sư. Trong Wikipedia nó rất là rõ ràng là a successful criminal defense attorney. Chứ không phải tôi nói nhé. Đó là criminal, cái Wikipedia nói nhé. Có Wikipedia bằng tiếng Mỹ, Wikipedia họ phải điều tra chứ. Tôi thắng biết bao nhiêu vụ kiện rồi tôi mới được thành là Texas Criminal Defense Lawyer. Đó là TCDL. Thì tôi mới vô được nghị viên chứ. Thì cái chuyện mà tôi hành nghề trước đây, bây giờ tôi rút bớt cái chuyện thời giờ của tôi là tại vì tôi không muốn hành nghề nhiều. Đó là quyền của tôi. Đó là cái, cái vấn đề hành nghề đó hành nghề hành nghề chính yếu của tôi các cái case đa số là 80% là criminal defense attorney mà tôi đại diện không phải chỉ cho người Việt Nam mấy người cái tưởng bỡ người Mỹ thuê tôi Mỹ trắng này Mỹ vàng cũng Mỹ vàng là Việt Nam thì có Mỹ trắng Mỹ đen mễ văn phòng của tôi ở trên đường một hồi đó là 1900 đường 610 lầu năm cả một cái lầu đó là của cả văn phòng của văn phòng tôi cả một cái lâu luôn. Tụi tôi hợp lại xong thành là 18 luật sư. Nó không biết thì đừng có nói, đừng có nói bừa, nó bậy, nó bạ. Mấy thứ tởm quá. Đó là cái vấn đề tôi hành nghề luật sư gì. Chính yếu của tôi là vấn đề hình sự. Thủ tục hình sự, cải tại tòa hình sự, trộm cắp, cướp của giết người. Tôi đã từng được chánh án Thép và sau này là dân biểu Liên bang Thép chỉ định cho tôi là luật sư hình sự của tòa của ông ấy trong cái thời gian đầu 5 năm đầu tôi hành nghề. Sau đó tôi ra tôi mở văn phòng thì tôi hành nghề luật sư hình sự. Nhá, tôi nói cho anh bạn anh Dương anh Lê Bảo và anh Dương Béo biết rõ cái 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 hành nghề của tôi là như vậy. Nhưng mà hành nghề hình sự thì nó có nhiều khi nó có liên đới đến cái vấn đề mà domestic violence tức là 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 vũ phu đánh đập trong nhà thì nó cũng là hình sự cho nên là tôi thì hành nghề thêm về vấn đề nào là family family thì vấn đề ly dị chia của rồi gì mấy cái kia kia đó, đó là cộng vào và vì vấn đề chuyên môn đi cãi tại tòa cho nên thì tôi cũng ra tôi cãi những cái vấn đề lắc nhắc khác nữa nhưng mà case của tôi 80% là criminal defense tôi thắng nhiều vụ kiện chứ không phải là thường là thua mấy người không biết gì hết nhưng mà đó là luật pháp thôi không có tôi không phải để ca tụng tôi nó cái chuyện như vậy đó là cái câu trả lời thứ hai còn nếu mà nói rằng là cái câu trả lời thứ ba là có ai làm chứng hay không thì đó tôi nói thí dụ như vậy thôi đó là lắc nhắc chơi cho vui thôi đó thì có nhà văn tà cúc kìa nổi danh đó nhà văn viên linh nè từng là chủ tịch văn bút việt nam hải ngoại nè những cái mấy cái thứ lóc cóc len keng không biết cái gì thì đừng có nói còn ở Houston thí dụ như lương y Lê Thừa Thu Cúc nè đó là những người cho phép tôi được nói tên họ ra những người nối danh đó cho phép tôi nói tên họ ra hoặc họ, hoặc, hoặc họ đã từng nói danh ra hoặc họ đăng báo rồi như chị Tà Cúc đã đăng báo bao nhiêu bài báo rồi nhá rồi còn có những cái người mà những cái người người dân thường thì rất là nhiều nhưng mà tôi hỏi nêu tên ra đây không phải là để tôi đánh bóng tên tôi làm gì tôi vì tôi đã nói là tôi đang chủ trương là đi về hưu mà chủ trương đi về hưu về hưu thì tôi phải tiếng anh nó gọi là winding up tức là cho nó từ 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 bớt xuống kê để mình về mình mình mình, mình thanh thản xin cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi và xin cảm ơn cái người bạn vừa mới hỏi tôi trên messenger clip này tôi trả lời là tôi trả lời để cho anh Dương béo và anh Lê Bảo lấy làm tài liệu mà trả lời tôi không phải để trả lời người kia, cái người đó là cái thứ bẩn bựa tôi không thèm, tôi khinh, tôi không có kiện gì hết đó, nó có cái gì đó mà kiện, kiện 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 giống như ở Houston này ông Lê Văn Sam kiện cái tên bẩn bựa đó thì, nói tôi không có gì hết, trên đăng dưới cái đó, chả làm được cái gì? Đó là luật pháp của nước Mỹ sơ hở. Cho nên có những cái người cái lợi dụng như vậy thôi. Chứ còn mà kiện mà thắng mà đi bỏ tù 6 tháng là tôi kiện liền. Tôi bỏ tù liền. Tôi làm liền. 6 tháng năm tôi, tôi kiện liền. Tôi chừa thôi. Nhưng mà Mỹ này là chỉ là đền bù danh dự. Chỉ bằng đồng tiền à. Thôi vậy thôi. Chứ không có ở tù chứ còn luật pháp của Mỹ mà cho phép là ở tù đó giống như tổng thống Trump muốn bây giờ đó là defamation đó là phải bỏ tù đó tù đó, từ 6 tháng trở lên đó, thì họ mới không có cái chuyện mà gọi là dơ bẩn đó những quốc gia như ở liên Âu như Nhật Bản vấn đề mà mạ lị, vu khống danh dự người khác thì ở tù còn Mỹ thì không mỹ chỉ có đền bù tiền mà đền bù tiền thì lại có những cái quy định như tại texas thứ nhất căn nhà thứ hai chiếc xe thứ ba tiền lương thứ tư cái chiếc tàu căn nhà là hai mẫu tay chứ không phải là 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 căn nhà nữa <laughs> căn nhà là hai mẫu tay không được rờ tới nên là luật của nước mỹ hiểu rồi chả ai muốn thèm rỡ tới ba cái thứ đó, trên răng dưới chế xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau